Vâng, xin chào tất cả bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Cuộc Sống Cao. Hôm nay thì tôi muốn gửi đến tất cả các bạn một cái cây thuốc. Đồng thời là muốn chia sẻ với các bạn. Nói từ chia sẻ thì nó cũng không phải. Gọi là gửi cho các bạn tham khảo một số những cái bài thuốc có sử dụng cái cây đương quy. Cây này thì tôi chưa nói và cũng chưa giới thiệu đến các bạn. Thì hôm nay đây tôi đang ở trong một cái khu vườn trồng cây đương quy của anh em đồng bào dân tộc Mông ở trên tôi. Thì cây đương quy này là một cái cây dược liệu khá là tốt và hiện tại bây giờ ở trên thị trường cũng khá là đắt đỏ. Thì hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn bằng những cái thông tin mà tôi tìm hiểu được trong những cái cuốn sách như là Bách Khoa, những cái thuốc Việt Nam, cũng như là một số thông tin ở trên mạng, thì tôi muốn giới thiệu đến các bạn một số những cái bài thuốc có sử dụng cái cây đương quy này. Cây đương quy thì như các bạn cũng đã biết rồi, nó mọc ra nhánh rất là to, củ của nó khá là to, một củ của nó có thể tầm khoảng hơn 1 cân cũng có. Đây, thì hôm nay ở trong khu vườn này tôi cũng không gặp chủ nhân ở đây. Còn nếu mà gặp chủ nhân thì tôi sẽ xin phép chủ nhân là nhổ một cây ra cho bạn xem. Nhưng mà ở đây không có. Thì tôi chỉ giới thiệu cho các bạn là lá này. Đấy, các bạn xem lá của cây đương quy nó như thế này này các bạn này. Đó. Và thân của nó có màu tím đây này. Màu đỏ tím. Còn rễ của nó thì nói chung là các bạn có thể tham khảo ở trên mạng. Đấy, các bạn chỉ cần lên trên mạng gõ đương quy là nó khắc ra, tức là các bạn rất là dễ nhận dạng. Thế thì hôm nay bằng những cái thông tin mà tôi kết hợp được thì tôi muốn giới thiệu đến các bạn một số những cái bài thuốc có sử dụng cái cây đương quy này. Cái thứ nhất là xin lỗi các bạn là cái cây đương quy này là một cái cây nó gọi là thần dược đối với lại chị em phụ nữ đấy, chữa những cái bệnh phụ khoa đấy, nó rất là hiệu quả. Cái thứ nhất là những cái trường hợp mà chị em phụ nữ kinh nguyệt không đều ấy, cơ thể mà suy nhược thì chúng ta dùng cây đương quy. Các bạn có thể dùng 12 gram cây đương quy. Và lưu ý với các bạn là khi sử dụng cây đương quy thì các bạn cắt cái phần lá này, chỉ lấy cái phần rễ củ thôi. Đó là lưu ý. Những cái trường hợp mà phụ nữ kinh nguyệt không đều ấy, cơ thể suy nhược thì các bạn lấy khoảng 12 gram đương quy, 8 gram bạch thược, 12 gram thục địa, 6 gram xuyên khung, kết hợp với lại 600 ml nước sắc đến khi nào mà còn khoảng tầm 200 ml thì các bạn chia ra làm 2 lần uống trong ngày. Đấy. Các bạn đã uống từ 5 đến 7 ngày thì nó sẽ cho các bạn làm một cái kết quả nó khá là tuyệt vời. Thế là đối với những cái trường hợp mà chị em phụ nữ kinh nguyệt không đều ấy. Còn cái thứ hai nữa, đối với lại phụ nữ mắc những cái nhiều bệnh sau khi sinh ấy, thì các bạn dùng khoảng 16 gram 16 gram cái cây đông quy này kết hợp với lại 12 gram thục địa, 6 gram xuyên khung, 8 gram bạch thược, 4 gram gừng khô và 8 gram đậu đen và 8 gram ngưu tất cộng với lại 12 gram ích mẫu. Tất cả bạn sắc uống mỗi ngày một thang. Đấy là đối với cái cây đương quy trị những cái chứng bệnh sau sinh của phụ nữ. Và cái thứ ba là khi mà chị em phụ nữ đang trong quá trình mang thai mà bị đau bụng dữ dội ấy, thì các bạn có thể lấy khoảng 120 gram cái cây đương quy kết hợp với lại 600 gram thượng dược, 160 g phục linh, 160 g bạch chuột, 300 g trạch tả và 120 g xuyên khung. Tất cả nguyên liệu các bạn đem đi tán mịn, dùng mỗi ngày 3 lần. Mỗi lần một thìa cà phê với nước pha rượu. Đó. Đấy là những cái vị thuốc trong cái trường hợp mà phụ nữ mang thai mà bị đau bụng dữ dội ạ. Và ngoài ra thì nó còn là một cái vị thuốc trong cái bài thuốc bổ đó, hoặc là cái
bài thuốc mà làm cho phụ nữ có con ấy, tức là những cái trường hợp mà phụ nữ mà khó có con thì các bạn có thể lấy khoảng 16 gam đông quy, 8 gam bạch giao, 14 gam địa hoàng, 12 gam thượng dược, 8 gam tục đoạn, 12 gam đỗ trọng. Đấy, các bạn sắc uống mỗi ngày một thang. Đây, các bạn dùng trong khoảng một tháng. Đây là cây đương quy này. Rồi một cái trường hợp nữa là những cái trường hợp mà chị em phụ nữ mà mất máu do băng huyết ấy, tổn thương thì các bạn có thể dùng khoảng 80 gram đương quy kết hợp với lại 40 gram xuyên khung, trộn chung cho đều và mỗi lần dùng khoảng 20 gram hỗn hợp trên với lại 2 bát nước, một bát rượu trắng. Các bạn sắc còn khoảng một bát thì chia làm 2 lần uống trước khi ăn. Đấy là cái bài thuốc để mà trị những cái chứng mà phụ nữ mất máu do băng huyết ạ. Rồi ngoài ra thì còn một số những cái trường hợp mà có thể sử dụng cái cây đương quy này như là môi miệng bị sưng đau, chảy máu. Đó, những cái vấn đề về răng miệng ấy thì các bạn có thể lấy khoảng 1,6 gram đương quy với lại 1,6 gram sinh địa kết hợp với lại 1,2 gram hoàng liên. Đấy, tất cả các bạn đem sắc uống. Đấy, uống đến khi nào mà cái chứng sưng đau ở miệng, chảy máu của các bạn không còn thì thôi. Rồi ngoài ra thì đây còn là một cái vị thuốc trong cái bài thuốc chữa sốt rét lâu mà không khỏi ấy, thì các bạn có thể lấy khoảng 12 gram đương quy kết hợp với lại 10 gram ngưu tất với lại 6 gram quất bì, tức là quất bì tức là vỏ quất đấy các bạn. Thì cộng với lại khoảng 3 lát gừng sống, các bạn cho nước vừa đủ sắc còn khoảng 1 phần 3 và chia uống 2 lần sáng và tối trước khi đi ngủ. Đây là những cái mà bài thuốc trong việc chữa sốt rét lâu không khỏi đấy. Ngoài ra thì cái cây này nó còn dùng để chứa cái trứng da mồ hôi trộm. Các bạn có thể sử dụng khoảng 12 gram đương quy kết hợp với lại khoảng 10 gram hoàng kỳ, 8 gram sinh địa, 8 gram thục địa, 6 gram hoàng cầm, 6 gram hoàng liên, 6 gram hoàng bá. Các bạn sắc còn khoảng 1 phần 3. Đấy, uống 2 lần sáng và tối trước khi đi ngủ. Đó. Tiếp tục những cái trường hợp mà bị mất ngủ ấy, đặc biệt là về người già ấy thì các bác có thể sử dụng khoảng 12 gram đương quy kết hợp với lại 8 gram toan táo nhân, 10 gram viễn trí, 10 gram nhân sâm và 10 gram phục thần. Các bạn sắc uống như trên, tức là sắc uống như cái trứng mồ hôi trộn đấy. Đấy, các bạn sắc uống và uống sáng tối trước khi đi ngủ. Đó. Và ngoài ra thì cái cây đông quy này nó cũng là một cái bài thuốc bổ máu rất là tốt, rất là hiệu quả. Ở trên tôi thì có sử dụng để cho chị em phụ nữ sau sinh. Đấy, một cái bài thuốc bổ, tại vì là khi mà sau khi sinh thì chị em phụ nữ mất một lượng máu khá là nhiều, nên là đòi hỏi chúng ta phải bồi bổ máu, bồi bổ cơ thể để cho chị em phụ nữ nhanh nhanh khỏi. Đấy. Và một cái điều lưu ý đối với các bác khi mà sử dụng cái cây đông quy này, thì cái thứ nhất, những cái trường hợp mà bị tức là chị em phụ nữ đang trong quá trình mang thai mà không cảm thấy đau bụng, tức là chúng ta vẫn cảm thấy là rất là bình thường, thì chúng ta không nên sử dụng cây đông quy. Tại vì là cây đông quy nó có thể làm dẫn đến cái vấn đề sảy thai ở chị em phụ nữ. Đó. Và những cái trường hợp mà chị em đang trong quá trình cho con bú ấy, thì các bạn tuyệt đối không nên sử dụng cây đông quy nhé. Đấy, đây là một cái vị thuốc nó rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên là bên cạnh đấy thì nó vẫn còn có một số những cái đây một số những cái đó, hạn chế như vậy, nên là các bạn nên lưu ý khi mà sử dụng cây đông quy này. Đấy, đấy, đó là một số những cái thông tin mà tôi muốn gửi đến tất cả các bạn. Đấy, về cái cây đông quy chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều nữa những cái công dụng cũng như là những cái lưu ý cần phải nói, thì tôi chưa nói hết. Mong sao tất cả các bạn các bác khi mà các bác
đã những cái trường hợp vào là đã sử dụng cây đương quy này rồi, mà trong cái clip này tôi chưa giới thiệu, tôi chưa nói đến, thì các bác có thể là bổ sung ý kiến bằng những cái lời bình luận vàng ngọc ở dưới để tôi tham khảo, đồng thời là tôi sẽ tiếp thu để làm những cái clip nó được đầy đủ hơn về những cái công dụng của những cây thuốc đó. Và tất nhiên là tôi cũng không khuyến khích các bạn, các bác theo những cái mà tôi chỉ dẫn. Tất cả những cái đấy là tôi tìm hiểu ở trên những cái cuốn sách đó, tôi tìm hiểu ở những cái cuốn sách, đồng thời là cũng theo kinh nghiệm dân gian ở địa phương chúng tôi sử dụng như nào thì tôi nói như vậy để cho tất cả mọi người tham khảo thôi. Còn những cái trường hợp mà, tức là khi mà bí quá đấy, không thể nào mà có cách nào khác, không thể nào có cách tốt hơn nữa, thì các bạn có thể dùng theo những cái phương pháp của tôi. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm, chú ý lắng nghe những cái mà tôi nói, những cái tôi trình bày. Chắc chắn là nó sẽ chưa đầy đủ đâu, thì mong sao các bạn là có thể góp ý, để lại những cái dòng bình luận ở phía dưới. Nếu mà các bạn, các bác, cô dì chú bác có thấy cái clip này hay, hữu ích thì đừng tiếc một like cho tôi, và đồng thời là nhấn cái nút subscribe, đăng ký ở phía bên phải, phía bên dưới đấy màn hình, để tôi có cái động lực làm những cái nhiều cái clip hơn nữa về những cái cây thuốc, những cái bài thuốc ở trên vùng cao, cũng như là tìm hiểu những cái cuốn sách ở trên mạng rồi tôi đưa lên cho tất cả các bạn cùng xem nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào.